Để xem cốc bỏng ăn cốc nào nhỉ. Đây nhá, bỏng ăn cốc này nhá. Được chưa? Cốc nào? Cốc thứ 3. Cốc thứ 3. Cốc này đúng không? Đúng không? 1 2 3 thì cốc 3 là cốc này đúng không? Rồi, xem nào, có đúng không? Chắc chắn chưa? Hi, xin chào mình là Dũng, chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình hôm nay. Thì video tiếp theo hôm nay mình sẽ có một trò chơi mới. À, đây không phải cho mình à, đây là trò chơi nhưng mà mình sẽ là vừa chơi vừa chôn tiến nha các bạn nhé. Thì là mình bây giờ mình sẽ thực hiện, mình sẽ dán quả bóng này. Cái này là thằng Tiến không biết các bạn nhé. Thì tí nữa để nó mình gạ nó chơi thì nó mới biết. Thì ý tưởng của mình nó sẽ là mình sẽ đây lâm châm các bạn nhé. Đây là viên, đây là viên lâm châm này. Còn đây là quả bóng bàn. Còn đây là cái cốc, ba cái cốc nhá. Đây, 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ giấu quả bóng vào đây. Xong mình sẽ đảo lên. Đảo lên nhá. Xem cho nó đoán xem cốc nào. Mình sẽ dùng 4 cái cốc luôn nha các bạn nhá. 4 cái để mà mình đố nó. Nhưng mà mình sẽ dùng, nhưng mà mình, đây nhỉ. Đấy, ý mình là mình sẽ cho cái quả lâm châm này, mình sẽ cắt lâm châm này ra. Cắt lâm châm này ra, mình cho thảo cái bóng này. Còn đâu một cái lâm châm cục lại thì mình sẽ dùng cái máy ấy, dùng cái máy bắn keo này. Đấy, dùng cái bắn keo mình dán ở bên, dán bên trong cốc. Dán bên trong cốc các bạn nhá. Để lúc mà mình lắc lên phát nó dính vào thì kể cả con nhấc lên thì nó cũng không thấy gì ấy các bạn nhá. Thì bây giờ mình vào mình làm luôn nhá. Bây giờ mình lùa cái ống này. Rồi các bạn ơi, mình đã để lâm châm đây. Cục lâm châm đây, trong cốc này. Bóng bàn thì mình để lâm châm lại nhé. Cho vào mình lắp thử nhé. Đây. Rồi các bạn thấy rồi đúng không? Đây, bóng nó dính đây. Đấy, chiều nay mình sẽ đi chôn bằng Tiến với cái trò này nhé. Nó sẽ không thể nào biết được là mình đang chôn nó như thế. Lần đầu tiên chưa thử thì không cho vào phát tự nhiên lộ ngay. Mình phải cho nó trúng, mình phải cho nó trúng thưởng đã. Xong bắt đầu đến lúc mà chơi thật thì bắt đầu mình mới cho hộp lâm châm nha các bạn nhé. Bây giờ anh sẽ có một trò chơi này nhá. Anh sẽ đặt quả bóng này vào đây, hiểu không? Đấy nhá. Anh sẽ, bây giờ mày ngồi ở đây được chưa? Bây giờ nhá, anh sẽ đặt quả bóng vào đây. Đặt quả bàn được chưa? Vào cái cốc này nhá, được chưa? Đây, vào cốc này được chưa? Được chưa? Anh sẽ để ở đây. Anh sẽ xem mày, anh sẽ di tay trong ba cái cốc này. Xong anh sẽ đảo lên. Đảo lên nhá. Đấy. Thấy chưa? Xong anh sẽ dùng tay anh đảo lên, đảo ra cốc này. Đảo cốc này xem là mày sẽ ngồi đấy, mày đoán xem cốc thứ mấy. Hiểu không? Nếu đoán đúng thì là mày chơi búng tai nhá. Đoán đúng là được một cái búng tai, thua là búng tai, đoán đúng là được búng tai kia, chơi không? Hay là thích như nào, phần thưởng phạt nhào. À Tiến.
nhìn rõ cốc này có bóng chưa? Đúng chưa? Bây giờ anh đảo nhá, đảo nhá. Cốc nào có bóng? Cốc này có bóng đúng không? Chắc chắn không? Đó. Các bạn hãy tiến vào đoán cốc này có bóng nhá. Cốc này hả? À? Gật rồi đúng không? Chắc chắn chưa? Chắc chắn thế. Thua búng tay nhá. Được. Nếu mà thắng thì được 50. Một phát thắng được 50 được không? À, kinh kinh. Được đấy. Rồi 50 nhá. Mình cho bóng vào cốc này nhá. Được chưa? Đổi cốc được chưa? Bây giờ nhá. Đấy chào đi. Chơi tiếp nhá. Ừ. Ok chưa? Bây giờ tiến lần đầu tiên thắng và bây giờ được 50 nhá. Thua búng tay nhá, đừng kêu nhá. Chắc chắn không bao giờ thua. Anh tiến là bảo chắc chắn không bao giờ thua. Mày chắc chắn không? Chắc chắn cá luôn, không bao giờ thua được. Nếu mà thua thì làm sao? Búng tay 10 cái. Dám chơi 10 cái, mất hết tiền chui háng luôn. Mất hết tiền chui háng luôn. Ừ. Chỉ cần đoán trúng trượt một lần. Ừ. Anh đảo. Thế mày dám chơi thêm cốc không? Mày dám chơi thêm cho 10 cốc nữa không sợ? 10 cốc nữa không sợ? Ừ. Anh chỉ cần chơi hết đống cốc này thôi. Rồi. 9 cốc thì ok. Được. Đây nhá. Bây giờ mình đã có đây 4 rồi. Tiến nó bảo không sợ. Được rồi, cho thêm cốc này nữa. Đấy. Đồ đây, được chưa? Lo em vào cao hơn. Được rồi, anh cho hết cốc này vào đây nhá. Rồi ok, mình có 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, bây giờ mình có 8 cốc nhá. Đấy, chào đi. Được chưa? Gì? Ờ 8 cốc. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Được chưa? Đấy, xây đi. Được nhá. Ờ, thua chờ. Thua kể cả thua đến phát cuối mà thua thì mất hết phần thưởng nhỉ? Ừ. Búng tay. Xong chui háng luôn. Chui háng búng tay 10 cái. Hả? Búng tay 10 cái xong rồi còn mất hết phần thưởng từ lúc đầu đến bây giờ. Ờ, nếu em đúng hết thì không sai cái nào. Chỉ chơi trong vòng bao nhiêu nhỉ? 5 lần thôi. Ờ, chơi trong vòng 5 lần nhá. Ok. Ừ. Nếu em đúng hết thì à? Thì anh được phần thưởng mỗi lần 50.000. Ừ. Và anh sẽ cho mày búng tay thêm 5 cái nữa. Rồi. 10 cái. Rồi. Nếu mà mình thua nhá thì mình cho Tiến trong vòng 5 lần, Tiến đoán đúng thì mỗi lần được 50.000 và thế nhỉ? Và anh và mày được búng tay anh 10 cái. Tức là nó sẽ được búng tay mình 10 cái ở đâu. Trong vòng 5 lần đấy mà nó chỉ cần đoán trượt một cái thôi thì coi như là mất hết phần thưởng, nó sẽ cho mình búng và nó sẽ cho mình búng tay 10 cái. Rồi. Được chưa? Rồi, chào okay, đi. Chơi nhá. Ừ. Rồi bây giờ mình bây giờ chơi luôn nhá. Đấy bây giờ mình xem bóng đâu đã. Đây. Rồi. Bóng đang cốc này nhá, được chưa? Anh cứ để ra ngoài tí. Đây, được chưa? Cốc này nhá, cốc có bóng được chưa? Ừ. Rồi nhá, đây nhá, cốc có bóng đúng không? Ừ. Được chưa? Cho nhá. Được rồi. Để chỉnh này kính cao ấy các bạn, để mình cho Tiến nó sĩ diện. Không phải là sĩ diện. 8 cốc mà đầu tiên chơi 3 cốc vô là thì dễ. Được rồi, bây giờ chuẩn 8 cốc à? 2 4 6 8 9 9 9 nhá. Đấy, bây giờ mình chơi luôn nha các bạn nhá. Ok, cốc này có bóng nhá. Được chưa? Tiến, cốc này có bóng nhá, được chưa? Úp nhá. Lần này lần thứ 2 nhá. Thấy rồi. Bây giờ rồi, đoán này. Cái nào? Cái này. Tiến mày đoán cái này gì? Đúng không? Sang đây ngồi đi. Gì? Sang đây ngồi đi. Đấy, mày tưởng dễ à? Bè mày thua, bè đoán thua phát búng tay luôn, chơi luôn búng tay luôn. Không, giờ chơi lại đi. Bè mày chơi thua lại phát mày không được lại. Quá nắng em không nhìn thấy. Cái gì? Quá nắng em không nhìn thấy, chơi lại chơi lại. Đó bè, nhưng mà mỗi lần đoán thua lấy rẻ một cái, lấy rẻ hai cái búng tay thôi. Ừ. Lấy rẻ hai cái búng tay thì chưa. Đoán này được trúng 50. Ừ, và cuối là thua luôn. Và cuối buổi nhá, cuối buổi mà đoán trúng hết thì sẽ được cái cái này. Được chưa? Được rồi nhá, bây giờ anh thả bóng. Em biết thừa cái này rồi. Thôi đi, bây giờ anh thả tiếp nhá. Rồi đây. Đây để ngang nha. Rồi đấy, bây giờ mình để ngang thôi nhá. Không để kia em lướng nắng gì đấy. Được rồi nhá, bây giờ đây nhá, bây giờ đảo cốc này nhá. Không bao giờ thua. Bây giờ đảo cốc này nhá, được chưa? Ừ, rồi. Đây nhá, nhìn này. Đây nhá, được không? Thôi anh cầm luôn đi. Ờ đây. Được chưa? Rồi. Bây giờ nhá. Cho cốc đây nhá. Ừ. Bây giờ nếu mà đoán đúng thì mày phải đoán đúng được tiền, mà đoán sai phải chịu phạt chứ. Ừ.
thua thì vừa lấy cũng tính là mình bắt đầu chơi. Rồi coi như là lần thứ hai nhá, để thua hai cũng tay. Xong chưa? Rồi. Đấy xem cốc bóng ăn cốc nào nhỉ? Đây nhá, bóng ăn cốc này nhá. Được chưa? Cốc nào? Cốc thứ ba. Cốc này đúng không? Đúng không? 1, 2, 3, cốc 3, cốc này đúng không? Rồi, xem nào, có đúng không? Chắc chắn chưa? Đó. Yeah, kinh đấy. Rồi, lần thứ hai nhá. Được à, tiếp là 100 nhá. Không bao giờ thua luôn. Không bao giờ thua gì? Xin một lần thua. Cái gì? Xin một lần thua gì? Được. Anh lại cho quả bóng vào tiếp mà. Bây giờ anh lại cho quả bóng vào nhá. Bây giờ lại cho quả bóng vào cốc nhá. Đấy, bây giờ mình lại cho quả bóng đây nhá, cốc nhá, được chưa? Cốc 3. Được rồi. Không bao giờ thua. Lần càng ngày nó càng đảo, nó chóng mặt đấy. Thôi đảo đi. Cốc nào? Cốc thứ hai cốc này. Ừ. Chắc chắn không? Chắc. Thua hai cái búng tay nhá. Ừ, bóng luôn. Thật nhá. Ừ. Ui. Thế mà anh biết. Rồi. Các bạn ơi, lần thứ hai lần nữa thôi. Ba rồi nhá. Ba rồi, bây giờ chỉ còn hai lần nữa thôi. Đấy, bây giờ mày được đoán đúng 3 lần rồi đúng không? Được 150, mỗi lần đúng 150. Xin một lần thua. Ừ. Được rồi, đấy, tiến đấy nhá. Nói lại đây. Bao nhiêu? Thua như nào? Mất hết tiền nhá. Mất hết tiền lúc đầu và 10 búng tay. 10 cái búng tay. 5 cái chữ há. Ừ. Nếu mà chỉ vòng trong vòng 5 lần đúng không? Một lần sai thôi. Một lần sai trong vòng 5 lần. Ok, đấy các bạn nghe rõ nha. Nhưng nếu em đúng hết thì anh phải thế. Ừ, thì là anh mất mày mỗi lần 500 nghìn, à mỗi lần 50 nghìn và 10 cái chui háng. À 10 cái búng tay, mới cả 5 cái chui háng. Ừ. Rồi. Được rồi, ok, chơi nhá. Được rồi. Thứ tư nhá. Đang ở cốc này à? Game là dễ. Đang cốc này đúng không? Xin một lần thua. Xin một lần thua gì? Ừ. Rồi. Phát đổi cốc đi, bây giờ nhà nhá, bây giờ vẫn cốc này đúng không? Bây giờ đổi sang cốc khác cho phong thủy đi tí, được chưa? Rồi. Cốc này nhá, cốc này nhìn rõ cốc này chưa? Rồi. Được chưa? Được chưa? Nhìn rõ cốc này nhá. Ai đảo đi, đảo cốc khác đảo. Cái gì? Vào. Đấy. Đấy chưa? Đây. Cốc nào? Hai. Cái gì? Cốc thứ hai. Tiến là bảo cốc thứ hai. Cốc thứ hai gì? Chắc chắn chưa? Có chắc chắn không? 100%. 100%. 1 tỷ%. 1 tỷ%. Chắc chắn không? Anh không biết tôi nào, anh đảo đi, anh không biết tôi nào, anh không biết cốc nào luôn. Tại vì anh đảo đi thế thôi nhưng mà anh chả biết cốc nào. Lên. Cốc này hả? Cốc thứ mấy? Nói lại em ạ. Thứ hai, đây 1, 2. Câu này đúng chưa? Lên biết. Đúng câu này không? Đúng. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi đi. Ừ. Chắc chắn không? Ừ. Hả? 1 tỷ%, nhanh lên. 1 tỷ% đi. Có đúng không? Chắc chắn chưa? Chắc chê. Phải run thế làm sao? 1 tỷ%. 1 tỷ% đi. Ừ, chắc chắn luôn. Không tiểu xảo. Hỏi nhá. Ừ, không tiểu xảo. Đúng rồi, là rồi, câu thứ hai gì? Không, bây giờ nhá. Bây giờ đổi nhá. Bây giờ nhìn rõ cốc đây chưa? Cốc này có chưa? Đúng rồi, có chưa, đúng không? Ừ. Bây giờ nhá. Bây giờ anh bắt đầu. Quay nhá, bắt đầu chưa? Anh đổi 10 phút em vẫn biết được. 10 phút gì? U mà là U mà là. Đấy, nhìn rõ chưa?
chắc chắn chưa? Cốc đầu tiên là cốc này đúng không? Ừ. Chắc chắn chưa? Chắc. Bỏ tay ra. Cốc chắc chắn chưa? Rồi. Cốc này đúng chưa? Ừ. Không có thì làm sao? Cho anh làm gì? Hả? Cho anh làm gì? Cho anh làm gì cũng được đi. Tiến nó chọn cốc này. Đây cốc này đúng không? Ừ. Chắc chắn chưa? Rồi. Để mình sẽ sắp xếp lại cốc này nhá. Tiến nó đang ngồi đây để lại sắp xếp lại mấy cốc này tí cho đẹp đấy. Đấy. Xếp đây, Tiến nó chọn cốc này đúng không? Cốc thứ nhất. Cốc này đúng không? Thứ nhất đúng không? Chắc chắn rồi. 1% luôn. Rồi nhá. 1% đi. Ừ. Chắc chắn chưa? Chắc. Chắc chắn không? Hả? Chắc. Chắc chắn hỏi lại một lần chắc chắn chưa? Câu trả lời cuối cùng chưa? Rồi. Bỏ ra nhá. Ừ. Bỏ ra chưa? Rồi. Chắc chắn 1%. Nhanh lên. Rồi, bỏ ra đi. Ừ. 1 2 3. Rồi nhá, bây giờ nhá, đếm lại nhá. 1 2 Tiến. Đây xoa nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ này. Và không cốc nào nhá. Điều. Đây đi. Điều. Không, đây đi. Đây đi. Đúng chưa? Đúng chưa? Được rồi, vững tay nhá. Ơ. Ừ. Vững tay. Ừ. Không biết thua. Ơ. Ừ. Vững tay. Từ từ. À. Em nhìn thấy ở cốc đấy mà. Ơ kìa. Không biết. Không từ từ. Có. Có tiểu xảo. Có cái gì? Chắc không có đấy á. Ơ ừ, mà nhìn đây cốc đây mà đây. Đây nhá. Như vậy em ạ. Anh nhá, cầm đi rồi. Đây nhá, đấy đúng không? Cầm đi rồi, cầm như này thôi. Đây đúng không? Không được bóp. Không có cái gì đây là. Cầm như này thôi. Được chưa? Đấy không có đúng không? Đấy anh nhắc lên vùng thì... nha mà, vùng đây mà. Này. Không có đúng chưa? Ô. Thấy chưa? Thấy chưa? Đây là anh nhắc lại cho em này. Này, rung nhá, này, không có cái gì luôn nhá. Này, nhắc lên rồi nhá. Này, nhắc này rung này, không có cái gì luôn, được chưa? Ô hay. Ô tài nhỉ. Mày nhìn nhầm rồi, nó đúng tay rồi. 1 2 gáy nhiều quá. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hay gáy nhiều quá nhỉ. Mới hết giải thưởng nhá. Ừ. Mới hết giải thưởng ấy. Ừ. Được rồi nhá. Thôi, okay. Hôm nào chơi tiếp chỗ này. Sao đâu nhỉ? Rồi bia mày ấy đi, thôi đi chỗ khác để anh cất đồ. Đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác để anh cất đồ nhá. Cất cái gì? Mày ra chỗ khác đi để anh cất đồ. Cất cái gì? Mày cất cốc đi dọn luôn. Mày ra để anh cất cốc được. Anh cất đi, anh cất. Cất cái gì? Mày ra để anh cất đồ. Cất mày cốc, cất... cứ đi. Mày cứ đi ra để anh cất. Đi đâu? Đi. Rồi, để anh cất cốc. Cất cái gì? Đâu? Đấy chưa? Đấy nhá, cất. Đâu, cất cái gì? Đi. Cất cái gì? Đi. Mày nhìn thấy chưa? Đâu rồi à, nào? Đây, cốc này vừa đấy là bóng bàn đây, vừa anh lấy ra rồi đấy. Video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn nhé.